người thế nào, cái khỏe gì trong người về bà thế nào? Nó yếu yếu thôi gì? Nó có còn đau đau gì ở đâu không? Nó không đau ở đâu nhưng mà nó cứ yếu yếu cứ chả đau. Mà như người sắp chết. Mà đi nó chả có gần được, nó cứ cứ siêu vẹo. Đó thì sức khỏe của bà thì nó cứ suy kiệt dần dần đi. Yếu lắm. Thì cái tuổi nó yếu rồi. Chứ tuổi cao mà lại cứ khỏe vòng vòng thì thanh niên đâu. Con gọi điện cho anh Quang xong rồi là bà nói chuyện anh Quang nhá. Hả? Tối hôm qua anh ấy gọi điện, anh ấy hỏi trong trong bà thế nào không? Thế em bảo để sáng nay có dỗ xong rồi là bà ra xong xong rồi em gọi điện xong rồi bà nói chuyện mà. Nó bảo thế. Vâng. Yêu lắm. Mà vừa nó không có gần thì sao? À thì vì chân tay của bà giờ nó yếu đi không vững thì nó cứ nảy bẫy như thế này. Thì thế mà, vâng, thì phải thì chứ nó cứ như là thanh niên rồi mà đi rồi vòng vặn mình được mà ăn không ăn được nhiều. Vâng. Thế mới tả hôm qua nó cho mấy chị mình vào cái này cứ ngồi lấy nhíp dỗ xong rồi ăn cứ thái nhí chứ ai cho à? Đấy, nó cho hai quả quấn rồi mấy chị mình. Ai cho thịt vịt mới bữa ấy? Thằng Sự đấy. Thằng Sự nó mổ vịt nó mang vào à? Ừ, nó cho ấy mà bàn tay. Tôi tưởng nhà anh Thắng. Thắng nó, ta có ăn thì ai ta cho mình. Ừ. Thế, ta không hiểu một quả đi. Sáng rồi tôi chờ nó cũng mua hoa quả như này, nó cũng mua lớn này. 5.000 mấy cuốn mà chán quá. 5.000 mấy cuốn chán. Chán quá. Cũng còn ăn mát chẳng ăn bỏ. Mà ăn cũng ăn cố quá. Ừ. Rất dần dần. Ăn ít một. Chán lắm. Ừ. Nó chán từ mấy giờ ăn nè. Chán. Oh.
lầm chúng con đã làm cho mẹ buồn phiền lo lắng. Giờ này chúng con đã nên người. Mẹ ơi, giờ này mẹ ở nơi đâu? Mẹ ở nơi nào rồi? Mẹ ơi. 9 tháng 10 ngày mang màng cô còn nằm chỗ lớp mẹ lăn, bao tháng ngày nuôi con vất vả, cả cuộc đời dằn nắng với sương, thân mau gầy nhìn mẹ xót thương, máu hiếu chưa tròn cha mẹ còn đâu. Giờ quá muộn màng, suốt cuộc đời xa mối ân nân, biết bao giờ gặp lại mẹ yêu. Mẹ ơi, mẹ nuôi con như biển hồ ngày nắng, con nuôi mẹ mà kể tháng con đâu.